Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với chuỗi series nâng cấp ánh sáng. Và nhân vật chính trong video lần này chính là một chiếc Mitsubishi Outlander. Chú chủ xe đã quyết định nâng cấp ánh sáng cho chiếc xế cưng của mình, cặp bi X6 Pro, một sản phẩm được phân phối độc quyền tại hệ thống Autobar 65. Chiếc Outlander này trước đây chú chủ xe đã có nâng cấp lên một hệ thống đèn LED rồi. Tuy nhiên là ánh sáng cho ra chưa đạt, cho nên lần này chú đã quyết định nâng cấp cho mình là bộ bi X6 Pro. X6 Pro có cấu hình là 9+3, tức là 9 nhân LED được đặt ở chó phản xạ chính và 3 nhân LED được đặt ở chó phản xạ phụ. Và một điều đặc biệt ở X6 Pro chính là có một diode laser, cho nên ánh sáng bắn ra sẽ được đậm hơn và xa hơn. Về công suất của X6 Pro có công suất tốt khoảng 75W, ánh sáng được trải đều xuống mặt đường, cung sáng rộng. Còn khi lên pha thì công suất pha đâu đó lên đến 85W, ánh sáng pha xa, tâm đậm. Nhiệt màu của X6 Pro sẽ là nhiệt màu 5000K, cho ra ánh sáng trắng ngã vàng, cho nên đi rất là bám đường luôn. Và sau khi nâng cấp đèn thì bên em sẽ tiến hành kích hoạt bảo hành điện tử. Và X6 Pro sẽ có thời gian bảo hành là 3 năm, cho nên là trong quá trình sử dụng nếu như có bất kỳ vấn đề gì thì chúng ta có thể lên website nhập biển số xe là có thể tra cứu được thông tin bảo hành. Mọi thắc mắc và cần được tư vấn, quý khách hàng vui lòng liên hệ đến số hotline 0365 365 365 để được hỗ trợ và tư vấn nhanh nhất.